Cường mua rau. Cầm túi vào đâu thì là của mình. Cầm cho cầm một cốc cho sướng. Mình mua rau không? Mình ăn rau đấy, thôi ăn rau khác đi. Nằm mơ, nằm xem tìm cho mớ cải cúc ăn, cứ ăn rau cải đấy làm gì? Cúc đâu? Cúc hay lại nấu à? Nấu cũng được mà luộc cũng được. Nấu rồi càng ngon. Đấy, cải cúc đấy, tội gì phải ăn. Suốt ngày ăn rau kia rồi. Ăn được không? Đông 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 tẹt 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 tẹt. Con sơ tem bên kia này sang bên kia rồi. Rồi mua gì? Cơm cẩm hộ. Sang bên kia xem. Anh Nam về chưa? Anh Nam cả rút. Âu, cường anh có mua, mua không phải mua rau, mua là cái bắp luôn. Ăn từ giờ cuối tuần hết cái bắp này vừa. Ngon luôn, tuyệt vời. Thôi vẫn đi. Thôi ra được ăn bắp rồi sao thối được. Ăn được bắp. Cắt quá, cắt quá. Mua mỗi người lửa. Ờ, Cường em mua mỗi người nửa này. Nửa cái bắp đấy á. Đấy anh Cường anh Cường đi được giá quá. Mua hôm nào ăn hôm đấy chất. Cái này là đẹp tuyệt vời. May may mà nó chơi đi mà nó còn nó không lên này nó may mà nó chơi được luôn. May mà nó chơi đi nó còn đi rồi nhưng mà thì Phúc mua một cân khoai hả gì? Cô mua gì mua đi. Anh khuyên đợt đấy mày không lừa lâu sau mày mua quả dưa chuột. Sao mua ăn tươi cho ngon, ăn nó bóp gì? Đẹp, mua gì mua đi. Mua cái bắp này. Ừ. Mày mua xương à? Tao dùng mấy phút ấy. Mày mua cái bắp. Mày mà cân. Chị ơi. Thế khổ mày cứ làm khó chị ấy. Thôi thì chị cứ châm trước cho nó lấy cả cái lửa ấy luôn. Mình lấy cái này. Thôi mua lửa cũng được. Cái đấy nó lửa cái à? Ờ, lửa cái. Không hành à? Tỏi không thôi. Ăn nó mất ngon. Không vậy là nhà thứ toàn cho tỏi chứ nhà tớ không ăn. Ừ, nhưng mà tỏi không thôi. Nấu mấy cái này với tỏi đi nữa. Ừ, nhưng mà tỏi không thôi. Thế bát canh nó mới giá trị nó bị giảm bao nhiêu. Cậu chuyển cho hai cộng hành có bán cái bát canh nó tự khắc nó lên tầm 70. Tôi khẳng định luôn. Nhưng mà mình ăn mà quan tâm gì? Đang nói là về vấn đề kinh doanh, học kinh tế thôi. Mai sau quả bắp ấy, đậu bắp. Làm nhà hàng bao quá. Ừ. Gần đâu rồi? Gần kia mua xong rồi kìa. Gần kia gì? Gốc á? Đậu bắp này ăn ở trong mì cung đình có đấy. Cho vào xôi, thật mà cho vào xôi. Rồi ok.